bước chân đầu tiên của Lâm là có mọi người đều chứng kiến cả. Cũng giống như Tatsui, bước chân đầu tiên của Tatsui mọi người cũng chứng kiến. Lâm muốn rất rằng gửi đến mọi người ở đây, quý vị khách ngày hôm nay sẽ cùng với Lâm có những trải nghiệm tuyệt vời tại Tatsui mà mọi người sẽ không bao giờ quên. Lâm xin cảm ơn tất cả mọi người. Tatsui xin được chính thức bắt đầu và chúng tôi cũng xin được ghi dấu Tatsui trên bản đồ ẩm thực thế giới. Thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn, xin chúc mừng. Mùi hương em nồng say, một chút martini, hòa cùng một chút Armani. You will be waiting for me. Mùi hương em nồng say. Rất là vui mừng cho bạn Long với lại Quỳnh mở được một cái nơi mà phải nói là rất là đẹp và rất là đẳng cấp để cho tất cả mọi người ở Sài Gòn. Thanh rất là vui khi mà được có cơ hội được tham gia trong một cái không khí rất là trang trọng nhưng mà cũng rất là sôi động, bởi vì là lần đầu tiên mình được trải nghiệm một cái không gian ẩm thực mà lại kết hợp với văn hóa giải trí như thế. Rất là ngon luôn, tại vì ăn ở đây mấy lần rồi. Là món nào chị cũng thích hết và mỗi lần ăn là chị sẽ chọn một menu khác nhau, một món khác nhau để mình được thưởng thức hết tất cả món ăn ở đây á. Chị cứ thường nghĩ là các quán Nhật nó sẽ có phong cách zen, một phong cách kiểu của chuyên chủng Nhật Bản, nhưng mà ở đây nó là vừa có phong cách rất là Nhật Bản và zen mà nó cũng có những cái sự lấp lánh và rất là độc lạ, độc đáo. Chúc mừng Tatsui khai trương ngày hôm nay ạ, và quý vị hãy đến ủng hộ phong cách Nhật với phong cách fusion nhé. Cảm ơn rất nhiều.